Nếu như các bạn hay theo dõi những giải thi đấu eSports ở khu vực Đông Nam Á, chắc hẳn một lần các bạn đã nghe đến cái tên Jesse Vaz, một công thần, một tượng đài của eSports Đông Nam Á nói chung và eSports Philippines nói riêng. Một người đã dành ra hơn phân nửa cuộc đời của mình để thi đấu, cạnh tranh tại những giải đấu, những tựa game eSports lớn nhỏ khác nhau. Và cho tới thời điểm hiện tại, ngọn lửa khao khát chiến thắng của Jesse Vaz vẫn đang tiếp tục rực cháy. Chào mừng các bạn đã đến với số đầu tiên của Bùng Cháy. Series sẽ lên sóng cùng với VCT Pacific Stage 2. Mình là Sitosic và chúng ta hãy cùng nhau xem hành trình eSports đáng ngưỡng mộ của Jesse Vaz từ những ngày đầu tiên nhé. Jesse Vaz sinh ngày 21 tháng 2 năm 1990, quốc tịch Philippines. Bố của Jesse Vaz đã qua đời khi anh mới 4 tuổi và trong nhà chỉ còn lại mẹ và Jesse và anh trai, nên ngay khi đủ tuổi, Jesse Vaz đã phải ra ngoài bươn trải kiếm sống. Khi đang làm việc ở quán bia ở gần nhà, Jesse được bạn bè rủ đi net giải trí và lần đầu có cơ hội tiếp xúc với game PC vào khoảng năm lớp 6. Lúc đầu chỉ là đến xem mọi người chơi. Một ngày, vì đội thiếu người nên Jesse Vaz đã vào thay. Jesse Vaz nhanh chóng ao trình đám bạn, được chủ quán chú ý và nhận về làm thuê cho quán với mức lương cơ bản. Nhưng anh được phép ở lại quán để ăn, ngủ, nghỉ cũng như là chơi game. Cũng từ đây, anh có cơ hội tiếp cận với những tựa game FPS và rất nhiều các tựa game thể loại khác nhau. Tuy vào thời điểm đó, những phong trào giải đấu của các tựa game eSports vẫn chưa quá phát triển, nhưng Jesse Vaz vẫn có được những cơ hội thi đấu ở những giải đấu đầu tiên và gặt hái được vài thành công nhỏ nhỏ. Sau khi trào lưu FPS đời đầu thoái trào, các tựa game mobile nổi lên như một hiện tượng và Jesse Vaz cũng muốn thử sức ở thể loại này. Đội tuyển đầu tiên anh tham dự cũng không phải một team chuyên nghiệp. Đã có một khoảng thời gian, anh cùng đồng đội thi đấu mà không nhận về bất cứ một khoản lương hay là trợ cấp nào. Sau khi chạm trán với đội tuyển chuyên nghiệp của Mineski, thắng bại có đủ, Jesse Vaz đã nhận ra điều mình vẫn luôn tìm kiếm, đó là cảm giác chiến thắng và một môi trường nghiêm túc để anh có thể phát triển bản thân mình. Chàng trai trẻ mang theo đồ dùng cá nhân, vài ba bộ quần áo và đến cắm trại ở Mineski Ground, quán net và cũng là địa điểm sinh hoạt của team pro Mineski lúc bấy giờ, chỉ để được chờ những thành viên trong đội ngũ của Mineski chú ý tới mình. Cứ khi đội đấu tập mà thiếu người, Jesse sẽ xin ngay một chân dự bị. Sau một thời gian, Jesse Vaz đã được đưa vào đội hình chính thức của Mineski và đánh dấu những bước đầu tiên của mình trên hành trình trở thành một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Bản thân Jesse cũng thể hiện rõ tham vọng, muốn chứng tỏ bản thân, muốn cạnh tranh với những đội tuyển mạnh nhất trên thế giới và sự quyết tâm của anh. Cùng cả đội đã được đền đáp bằng tấm vé tham dự sự kiện quốc tế đầu tiên của tựa game anh đang thi đấu. Cả đội từng bỏ lễ Giáng sinh ở Philippines để boot camp tại Malay cho giải đấu lớn nhất của năm đó. 5 năm sau khi Jesse Vaz bắt đầu con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, anh chàng này đã thử sức với rất nhiều thể loại game FPS, nhưng không có một tựa game nào khiến cho Jesse Vaz thực sự hài lòng. Đây cũng là lúc Jesse Vaz lập gia đình, và đó là nguồn động lực lớn để anh cố gắng nhiều hơn nữa. Vì bây giờ, anh đã nhận ra con đường game thủ đang là cách tốt nhất để anh chăm sóc, lo lắng đầy đủ cho những người mà anh yêu thương. Con trai của Jesse cũng là một nguồn động lực lớn của anh. Cùng với hành trình phát triển của bé, anh cũng dạy cho con rất nhiều điều và hạnh phúc khi nhìn thấy sự phát triển của con, kể cả trong việc chơi game. Ngay khi Valorant ra mắt, Jesse đã biết đây là tựa game sinh ra để dành cho mình. Valorant kế thừa những đặc điểm nổi trội của các tựa game đi trước và còn kèm theo những điều khác biệt mà không một tựa game nào ra mắt gần thời điểm đó có được. Và cùng với một vài người đã có kinh nghiệm FPS, Jesse Vaz bắt đầu từng bước chinh phục các đấu trường lớn nhỏ của Valorant, tham dự vào màu áo của Brand Esports, nơi mà bất cứ ai trong đội đã từng là một in-game leader trước đó với rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng Jesse vẫn bước lên thử sức với vị trí in-game leader, là một người chơi game với lý trí thay vì cảm xúc. Anh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vai trò mới. Mỗi khi mắc phải một sai lầm, đó chỉ là bàn đạp cho anh và cả đội tiến bộ hơn ở những lần kế tiếp. Brand Esports thể hiện một sức mạnh tuyệt đối ở đấu trường quốc nội Philippines trong năm 2021 và họ liên tiếp giành được cho mình những chức vô địch. Không chỉ dừng lại ở quốc nội, ra đến giải đấu Đông Nam Á, Brand tiếp tục làm nhẹ vài chức vô địch nữa khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Boom hay thậm chí là Paybreak và trở thành đội tuyển số 1 ở khu vực Đông Nam Á trong xuyên suốt năm 2021. Nhớ chức vô địch VCT Challenger C Stage 3 năm 2021, Brand cùng với Paybreak là hai đại diện của Đông Nam Á tham dự Master Berlin 2021. Nhưng đáng tiếc vì đại dịch, Jesse Vaz cùng với những người đồng đội đã lỡ cơ hội lần đầu tiên đi ra quốc tế ở tựa game Valorant. Tuy bỏ lỡ cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng Brand Esports vẫn được hưởng trọn vẹn số lượng điểm tích lũy của giải đấu Master Berlin
Như vậy, Ren đã đủ điều kiện để tham dự VCT Champion cùng năm. Cũng vào lúc này, Jesse Watt cùng đồng đội lọt vào mắt xanh của ông lớn Team Secret. Và vào tháng 9 năm 2021, Team Secret đã chính thức mua lại đội hình của Brand Esports, tạo điều kiện tốt hơn cho những người chơi hàng đầu Philippines tiếp tục phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Team Secret dũng mãnh tiến đến Champion 2021, chịu thất bại mở đầu trước một Gambit vô cùng mạnh mẽ và hừng hực khí thế sau khi vô địch Master Berlin. Nhưng Team Secret cũng đã chứng tỏ được phần nào đó sức mạnh của mình. Họ loại Crazy Raccoon và cả Team Viking để tiến vào playoff. Tuy phải ra về ngay lượt trận đầu tiên ở vòng playoff với thất bại 0-2 trước Arsenal, nhưng ở giải đấu quốc tế đầu tiên, Jesse Watt cùng Team Secret chỉ chịu thua trước hai đội tuyển có mặt ở tại trận chung kết tổng của Champion năm đó. Một kết quả quá hứa hẹn với các chàng trai Team Secret. Mùa giải năm 2022 bắt đầu với rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ dành cho Team Secret. Nhưng ở VCT Challenger Philippines Stage 1 2022, Team Secret mở màn với 3 trận thua tan tác. Thậm chí họ còn thua cả đội hình mới của Brand Esports với tỷ số là 0-2. Tưởng như vậy là hết, ở lượt về của vòng bảng, Team Secret lại bất ngờ hạ gục tất cả và tiến vào playoff với hiệu số 3-3. Nhưng cũng không có bất ngờ nào cả, vào tới playoff, Team Secret dừng chân ở hạng 6 của Stage 1. Không chấp nhận thua cuộc dễ dàng, Jesse Watt cùng đồng đội comeback mạnh mẽ ở Stage 2 và giành lại chức vô địch Philippines cho bản thân. Tuy vậy, đấu trường Đông Nam Á giờ cũng đã thay đổi. Sersia của Thái Lan và một Paybreak tiếp tục càn quét giải đấu bằng những lối chơi W Gaming không giống ai đã cướp đi tấm vé trực tiếp tới với Champion của Team Secret. Jesse Watt và đồng đội phải cạnh tranh tấm vé cuối cùng của APAC tại Last Chance Qualifier 2022. Một giải đấu không dễ dàng với rất nhiều đối thủ chất lượng. Team Secret dừng chân ở hạng 4 và Jesse Watt mất đi cơ hội quay trở lại với Champion 2022. Năm 2023, hệ thống franchise được ra mắt và Team Secret là một trong những đối tác của Riot Games ở khu vực Pacific. Cơ hội quá tốt để Team Secret có cơ hội vươn mình với vô vàn những nguồn lực mới sẽ hỗ trợ cho họ. Tài năng trẻ Jeremy sau thời gian thử nghiệm đã đến lúc được quyền tham dự chính thức vào cuộc chơi. Và Team Secret đã có được một đội hình chất lượng với những nhân sự cả mới cả cũ. Team Secret đã ngay lập tức gây bất ngờ tại VCT Lock-in với việc đánh bại Super Team, Team Liquid 2-0 và gửi những chú cá ngựa về nhà. Nhưng hành trình của họ cũng không kéo dài quá lâu khi một đại diện khác của EMEA là Na'Vi đã trả thù. Nhưng như vậy cũng là đủ để Team Secret tự tin thể hiện mình trong khoảng thời gian tiếp theo rồi. Nhưng khi về với Pacific League, Team Secret lại đóng vai đại hiệp trượng nghĩa, cân kèo với mọi tier. Họ thắng được cả Derek, Paybreak nhưng lại thua những đội tuyển chiếu dưới như là AAQ và rất nhiều đội tuyển khác. Vẫn có thể tiến vào playoff của Pacific League 2023 với hiệu số 5-4. Chỉ có điều là họ gặp phải Derek và Genji. Team Secret nhận hạng 6 chung cuộc tại Pacific League 2023 và tiếp tục vắng bóng trên đấu trường quốc tế. Jesse Watt có người đồng đội mới là NDG và chia tay người bạn thân Dubstep. Team Secret cũng đã bỏ túi thêm vài chiến thắng trước các đội tuyển như Detonation Focus Me, Zeta Division. Nhưng như vậy là không đủ để Team Secret đi xa. Đụng độ với một Genji mới mẻ và ngày một hoàn thiện, Team Secret phải nhường lại tấm vé playoff cho đội tuyển vàng đen và lui về luyện tập chờ đợi Pacific Stage 1 bắt đầu. Đại hiệp Team Secret tiếp tục làm khán giả bấn loạn khi lại thua AAQ và lại đánh bại Paybreak, vừa bổ sung lại Jinx và lineup chính thức. Thậm chí, chiến thắng của Team Secret lần này trước Paybreak còn là tỷ số 2-0 cho sốc hẳn. Thành tích hoành tráng là thế, vậy mà họ lại thua trắng trước T1 0-2 ở vòng knockout và nghỉ sớm tại Pacific Stage 1 2024. 26 Harbor, 17 Soba, Killjoy missing. Dù cho đã trải qua rất nhiều mùa giải không có được cho mình những thành tích như ý, hay nhiều người cũng đã nhận định rằng Jesse Watt đã quá tuổi cho việc thi đấu đỉnh cao ở tựa game Valorant. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Jesse Watt là cực kỳ quan trọng với các thành viên của Team Secret. Theo sát hành trình của Team Secret cũng như là Jesse Watt, không quá khó để chúng ta nhận ra những khao khát chiến thắng như một ngọn lửa của Jesse Watt bùng lên để hướng các thành viên bên phía Team Secret tới với những danh hiệu cao quý hơn trong tương lai.
Thời điểm hiện tại, team Secret cùng với Jesse Vaz cũng đã có được cho mình những chiến thắng đầu tay và một tấm vé đến với vòng thi đấu playoff của VCT Pacific Stage 2 2024. Giải đấu đang được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh sóng của Valorant Champion Tour Việt Nam. Hãy để lại cho bọn mình những lượt like cũng như là subscribe để không bỏ lỡ những video sắp tới nhé. Còn bây giờ, mình là Sinh Tô Xích. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo của Bùng Cháy. Bye!